Nếu mà em đang muốn tìm hiểu xem liệu mình có đã phát triển hết khả năng chưa, đã đến giới hạn ở tổ chức này chưa, thì mình phải là ngôi sao sáng. Mình phải là ngôi sao sáng xuất sắc nhất ở tại vị trí công việc của mình ở công ty hiện tại. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về trường hợp một bạn muốn nghỉ việc để tìm công việc phát triển hơn, để phát triển bản thân hơn. Thì đây là một chia sẻ của một bạn trẻ đang học khóa IELTS online của thầy. Thì bạn có tâm sự trải lòng về định hướng phát triển của bản thân mình. Có lẽ đây cũng là một điều trăn trở mà mỗi người ai cũng sẽ từng gặp phải ở trong cuộc đời. Thầy chia sẻ một vài ý kiến ở đây thì biết đâu hữu ích với ai đó nhé. Bạn nào có thêm ý kiến thì có thể comment ở phía dưới video này. Bạn có hỏi thầy là: thưa thầy, là một người sắp bước vào ngưỡng tuổi 26, 27, em cũng bắt đầu có những trông tranh, tự hỏi những gì mình đang làm có phải là điều mình muốn làm trong những năm tháng tiếp theo hay không? Và em chợt nhận ra rằng mình muốn làm được nhiều hơn thế nữa. Em biết rằng khả năng của mình chưa đủ để đứng ra khởi nghiệp, nhưng em biết mình đủ khả năng để làm một thành viên giỏi ở trong tổ chức. Khi khả năng của mình đã vượt ra khỏi khả năng của tổ chức không muốn phát triển hơn nữa, vậy có phải là lúc ấy tổ chức đang kìm hãm mình không? Có phải là mình nên từ biệt nó để sang một môi trường mới lớn hơn không? Thì đó là một băn khoăn của bạn trẻ hỏi thầy. Thực ra thì về việc thay đổi công việc của mình ấy, có nhiều bạn thì nghĩ rằng là công việc nó chỉ là một công việc nhỏ thôi. Thế nhưng mà thực ra cái sự thay đổi về công việc có thể đó sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng ở trong cuộc đời mình. Cho nên mình hết sức là phải thận trọng và phải cân nhắc kỹ. Thực ra ở đây ấy, thì có lẽ mình cần hiểu những điều sau trước khi mà mình ra quyết định. Điều thứ nhất đó là thực sự công việc và tổ chức hiện tại có đang kìm hãm mình hay không, hay đấy chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng mình, thì mình cần phải có thêm thông tin khác nữa. Điều thứ hai là nếu mình đang nhắm tới một công việc nào đó mới hơn, phát triển hơn, thì mình cần dành thời gian để tìm hiểu công việc đó trước đã, để tránh trường hợp bước sang đó rồi thì mình vỡ mộng. Vì mình bước sang một môi trường mới hoàn toàn, mà những kỹ năng, những sở trường, những thành tựu và tên tuổi của mình, kinh nghiệm cũ của mình ở công việc hiện tại lại không thể áp dụng được. Và điều thứ ba nữa mình cần tìm hiểu đó là thực sự là bản thân mình muốn gì. Cái điều mà mình đang muốn có thực sự là một điều mấu chốt, then chốt, giá trị cốt lõi của mình hay không? Hay đó chỉ là một cảm xúc bồng bột nhất thời? Nếu mà mình cảm thấy mình không còn phù hợp với công ty về nhiều mặt, nó cũng giống như là mình không còn phù hợp với một ai đó, một người bạn hay là một người yêu chẳng hạn, bạn gái, bạn trai chẳng hạn, về nhiều mặt, về văn hóa, về công việc, về mục tiêu cá nhân, về tài chính, thì chắc chắn là mình cần phải cân nhắc liệu có cần thay đổi hay không. Mình cần phải xem xét nhiều mặt, chứ mình không nên là chỉ nhìn duy nhất vào một điểm bức xúc, một điểm mà mình cảm thấy là không không thỏa mãn, để rồi đưa ra quyết định phiến diện và thiếu sáng suốt. Như có trường hợp có bạn thì không muốn nghỉ việc là vì là công việc có tốn quá nhiều thời gian. Thực tế là khi mà bạn ấy nghỉ việc đó, đi xin sang công việc khác, thì hóa ra là công việc đấy cũng tốn nhiều thời gian không kém.
hoặc là nó ít thời gian hơn thật. Thế nhưng mà thu nhập nó lại giảm xuống một cái mức mà nó không được như công việc cũ. Và lúc đấy thì mình mới bất ngờ. Cũng có bạn thì cũng không xem xét một cách kỹ càng mà chỉ để ý đến là công việc cũ lương nó không tốt như mà mình mong muốn, như là xã hội kỳ vọng, như là bố mẹ gia đình kỳ vọng lương mình phải cao hơn. Thì bạn ấy muốn nghỉ vì bạn ấy theo cái chuẩn của xã hội là đến gần này tuổi thì phải gần kia thu nhập cơ. Và bạn ấy chỉ bám vào một tiêu chí đấy thôi mà phớt lờ những cái tiêu chí khác vẫn rất là ổn của tổ chức. Dẫn tới là khi mà nghỉ việc xong thì bạn mới phát hiện ra là khi bạn chuyển sang một công việc mới bạn làm, bạn thấy là trời ơi, đúng là lương có cao hơn thật. Thế nhưng mà không còn thời gian dành cho gia đình nữa thôi. Có bạn lên được, đổi sang vị trí mới, được lên sếp, nhưng không còn thời gian dành cho vợ con tí nào cả. Đi suốt cả ngày, về nhà cũng căng thẳng. Và nếu mà chúng ta nghiên cứu về cái môi trường cơ thể, axit bazơ, axit kiềm, thì cái môi trường áp lực như vậy nó dẫn tới phát sinh nhiều bệnh, bệnh ung thư cũng như các rối loạn khác ở trong gia đình. Rồi lúc này bạn mới hiểu là mình cứ tưởng là công việc cũ nó không ổn, thế nhưng mà nó lại ổn về nhiều mặt khác. Mình có tiền ở công việc mới, nhưng mình mất đi hạnh phúc của gia đình, mất đi sự thanh thản của bản thân và một môi trường gay gắt, khốc liệt, nên nó không thân thiện như môi trường cũ. Và lúc đấy bạn thấy hơi sai sai. Nhưng trong cuộc đời này có những cái ranh giới mà sau khi mình đã vượt qua rồi, mình không thể nào mà quay trở lại được nữa. Cho nên mình cần phải cân nhắc kỹ càng. Quay trở lại về cái cảm nhận của mình đối với việc công việc có vẻ như là đang kìm hãm sự phát triển bản thân của mình, thì có lẽ là đó là cảm giác của mình. Mình cần thêm thông tin từ những người khác nữa, hoặc thậm chí là cảm giác của mình nó cũng thay đổi theo từng giai đoạn, theo từng thời kỳ. Mình cần tham khảo thêm thông tin. Ví dụ mình có thể hỏi ý kiến bố mẹ chẳng hạn. Nhiều khi mình tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ là những người trải đời rồi, họ nghe nhiều câu chuyện. Tất nhiên không phải kinh nghiệm nào mà bố mẹ chia sẻ thì nó cũng còn phù hợp với cuộc sống của mình. Thế nhưng mà nếu mà mình biết lắng nghe thì mình cũng sẽ chắt lọc được những cái tinh túy từ chia sẻ của bố mẹ. Hoặc là mình chia sẻ thêm với cấp trên của mình, hay chia sẻ với đồng nghiệp và bạn bè. Khi mình nhận được thông tin thì mình có thể tỉnh táo để đánh giá được. Mình nhìn được cả bức tranh rồi. Mình nhìn được nhiều chiều khác nhau. Rất là nhiều khi như vậy thì khi trò chuyện xong thì mình sẽ nhìn ra được vấn đề. Người ta nói là vấn đề thì nó vẫn thế thôi. Thế nhưng mà khi mà mình thay đổi được tầm nhìn, thay đổi được góc độ nhìn, thì mình sẽ nhìn ra được những điều rất là mới mẻ. Chưa chắc vấn đề đã là ở công ty đâu, hay là ở công việc đâu, mà có thể là chỉ là cách mà mình nhìn nhận thôi. Cách mà mình nhìn nhận. Cũng có thể là do mình đang không làm theo định hướng của công ty, định hướng của cấp trên, mà mình cứ làm theo cái cách của riêng mình, cho nên là nó cũng không được đồng bộ lắm với cái sự phát triển của tổ chức. Việc mà mình chuẩn bị sang một cái công việc mới thì như thầy nói lúc nãy, thì mình cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các yếu tố, các khía cạnh của công việc đó. Công việc đấy là gì, thời gian làm việc ra sao, yêu cầu nó như thế nào, cấp trên của mình trực tiếp là ai, họ muốn gì, họ là người phong cách như thế nào, đồng nghiệp của mình sẽ là ai, khách hàng của mình như thế nào, vân vân, và nhiều thứ khác nữa, chứ không phải chỉ là cái triển vọng về sự nghiệp hay là tiền bạc. Thầy thấy là đây là một cái quyết định mà nếu mà em bị ra quyết định để thay đổi công việc thì đó là một quyết định sẽ phải cân nhắc, phải mất ngủ một thời gian. Thầy cũng khá là lo lắm, tại vì trong cuộc đời này thì thầy từng chứng kiến rất là nhiều trường hợp đáng tiếc khi mà mình ra một quyết định mà nó chưa sáng suốt, dẫn tới kết quả nó không phải là tối ưu. Đối với các bạn mà trong độ tuổi của em 26, 27, 28,
Tất nhiên cũng có những trường hợp thành công, thế nhưng mà tuyệt đại đa số là thất bại khi họ bị điều khiển bởi cái cảm xúc bất mãn không được thỏa mãn bản thân lúc thời điểm này, không được thỏa mãn về danh tiếng, không được ghi nhận theo cách mà mình muốn, không được có nhiều tiền như là mình muốn, không được có nhiều thời gian rảnh rỗi và sự tự do như là mình muốn, không có được sự dễ chịu như là mình muốn, không có được cái sự hoành tráng, oai phong như là mình muốn, vân vân. Nhiều người chúng ta bị cái cảm giác, cái cảm xúc nó thúc đẩy để mình ra quyết định hơi vội. Ở đây thì kể một số cái trường hợp xương máu mà thầy đã từng biết. Có bạn thứ nhất nhé, thì bạn này thì làm chuyên môn lâu rồi, cho nên là khá là vững. Chúng ta tầm 26, 27, 28 tuổi ở chuyên môn chúng ta rất là lão luyện rồi, nếu chúng ta là một người tâm huyết và có trách nhiệm, chúng ta có được uy tín, bạn này có được uy tín nhất định ở trong công việc của mình. Bây giờ thì bạn muốn lên sếp, bạn muốn lên sếp cho oai. Thực ra thầy thấy là có rất là nhiều bạn muốn lên sếp nhưng mà đời này sếp được mấy người đâu, sếp chỉ có một cái tỷ lệ rất nhỏ mà lên sếp khổ lắm. Lên thầy, nếu mà cho thầy chọn ấy, thì thầy sẽ chọn là một chuyên gia về cái lĩnh vực của mình, thỏa sức đam mê theo cách của mình. Nhưng mọi người thường thích quyền lực, quyền tiền oai. Đấy, chứ bạn này cũng như vậy thôi, theo cái trào lưu của xã hội. Bạn cứ nghĩ là làm một thời gian sau là phải lên sếp. Trời ơi, lên khổ lắm. Thì bạn ấy nghe theo cái lời ngọt ngào từ một công ty đối thủ ở trong ngành để từ bỏ công ty của mình đã từng gắn bó suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ. Tại vì họ đưa ra cái triển vọng, họ vẽ ra là sang đấy thì sẽ có cơ hội được phát triển lên cao hơn vì cái tổ chức của họ, quy mô họ lớn gấp 10 lần so với quy mô của công ty hiện tại. Thì bạn nghĩ rằng sang một nơi rộng hơn, lớn hơn như vậy thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thực tế thì khi bỏ rồi, khi bỏ một cách vội vội vàng vàng, một cách thiếu trách nhiệm và bước sang công ty đối thủ được một vài tháng thì bạn mới phát hiện ra là hình như là cuộc đời nó không như là mơ, vì đâu dễ để lên sếp đâu. Và vì bên ấy công ty của họ không trùng khớp về giá trị cũng như về những cái khác, yếu tố khác mà mình có, không giống như mình gì mà mình nghĩ. Công ty ấy thì lại là công ty mà họ lớn mà tuyển người họ chuyên nghiệp, nên họ quá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của ứng viên. Họ biết cách để thu hút những người trẻ thì nói câu gì, đưa ra cái điểm gì để thu hút những người tầm 26, 27, 28 thì nói câu gì thì sẽ câu được cái nhân sự đó để về với mình. Thành ra thì công việc thì vất vả và triển vọng lên sếp thì cũng mờ mịt. Thế nên sau một thời gian rồi bạn cũng nghỉ công ty đó, rồi làm công việc lay lắt lung tung, không còn được như ngày xưa lúc còn ở công ty cũ uy tín oai phong nữa. Thực ra điều kiện cần để mình có thể phát triển được kịch trần ở công việc hiện tại, nếu mà em đang muốn tìm hiểu xem liệu mình có đã phát triển hết khả năng chưa, đã đến giới hạn ở tổ chức này chưa, thì mình phải là ngôi sao sáng. Mình phải là ngôi sao sáng xuất sắc nhất ở tại vị trí công việc của mình ở công ty hiện tại. Mặc dù là cái vị trí ngôi sao sáng ở công ty hiện tại cũng chưa chắc đã đảm bảo mình đã phát triển được hết mình. Tại vì một ngôi sao mà muốn tỏa sáng được ở trong tổ chức thì lại cần phải có một ekip, cần có một đội ngũ nhịp nhàng, hỗ trợ thì mới có thể tỏa sáng được. Còn nếu không có cái ekip đó, bước sang một ekip khác có thể chỉ lắt léo, chỉ lập lòe như một cái ngọn nến mà thôi. Đó là bạn thứ nhất. Bạn thứ hai thì cũng vì lý do muốn phát triển lên sếp để xin nghỉ việc. Khi bạn nói ra là em muốn lên sếp thì chắc chắn là công ty cũ chịu rồi. Không có công ty cũ nhỏ thì họ không thể nói gì được. Tại vì cái vị trí công việc đấy chỉ phù hợp với những người làm chuyên môn thôi. Còn những người muốn làm sếp thì phải đòi hỏi một cái môi trường khác thôi. Bạn nói là em không thể làm nhân viên bãi được. Em muốn có lộ trình phát triển lên cấp cao hơn. Em thích làm quản lý. Sau đó thì bạn sang công ty mới. Sang đó thì lại
một cái gặp một cái khó khăn là vào đúng cái giai đoạn mà bạn bắt đầu lập gia đình, có bầu và có em bé. Công việc mới thì mình còn phải phấn đấu, phải thể hiện, thế là vất vả quá. Thế rồi cuối cùng bạn cũng không chịu được và phải nghỉ, mà cũng chẳng có chế độ gì cả. Thực ra thì nếu mà mình có năng lực phù hợp thì mình đã có thể phát triển lên tận cùng của tổ chức của mình rồi. Làm sếp và làm quản lý chưa chắc đã hạnh phúc bằng công việc chuyên môn đâu. Nếu mình muốn làm sếp thì mình phải xuất sắc nhất về chuyên môn của mình, xuất sắc nhất cả cái mảng, không chỉ ở trong tổ của mình mà trong cả phòng của mình cơ. Bạn thứ ba nhé, thì có bạn thì theo nghe bạn bè rủ dê, bạn bè rủ dê khích lệ bảo là thôi mày đi làm thuê lâu rồi. Người Việt Nam chúng ta, nhất là người phía Bắc thì chúng ta thường hay bị hơi ác cảm với từ làm thuê, nghe có vẻ như là nó hơi hạ thấp, nhưng mà nói một cách bình dị ra thì nghĩ rằng là trong cuộc đời này thì ai mà chẳng làm thuê, làm gì có ai mà có ăn mà không phải lao động đâu, trừ con ông cháu cha. Tất cả mọi người, từ người chủ sở hữu doanh nghiệp, cấp trên hay là cấp dưới, thì họ đều lao động hết. Lao động là gì? Là phục vụ người khác, phục vụ khách hàng, phục vụ con người. Tất cả mọi người đều làm thuê hết, cho nên cũng không có cái gì về việc làm thuê cả. Thế nhưng mọi người thường theo cái suy nghĩ chung như vậy. Thì bạn bè khích lệ anh này là làm thuê lâu rồi, mày ra ngoài làm riêng đi, tao thấy là mày đủ tầm để đứng một mình đấy. Thì người ta cứ nói nhiều như vậy, thì rồi cái tôi của mình nó cũng to dần lên và bạn tự tin hơn để ra làm riêng. Thực tế thì lúc mà ra ngoài làm thì bạn mới thấy là hóa ra là có nhiều khó khăn đến như vậy. Khó khăn đủ đường, nó cũng có cái tốt hơn, nhưng mà cũng có biết bao nhiêu cái mặt trái, có nhiều cái khía cạnh mà mình cũng không ngờ tới được và cũng chưa kịp chuẩn bị. Đó là điều hết sức bình thường, tại vì khi mà chúng ta làm việc ở trong doanh nghiệp ở vị trí chuyên môn thì chúng ta có cả một đội, cả một bộ máy có hỗ trợ công việc khác rồi. Còn lúc ra ngoài thì khác, không còn ai cả thì chúng ta phải làm hết. Mà cái năng lực của mình liệu có thể làm tốt tất cả những công việc đó hay không? Mà làm hết những công việc đó thì liệu mình còn thời gian để làm công việc sở trường của mình hay không? Thì đó là điều mà mình cần tính. Có bạn thứ tư nhá, thì bạn ấy muốn hoành tráng, thì bạn muốn tổ chức của mình phát triển theo chiều rộng, phủ khắp địa bàn, khắp thị trường, cần phải đẩy mạnh marketing, tăng ngân sách, mở thêm chi nhánh. Thì đấy là cái mong muốn của bạn. Thế nhưng mà tổ chức thì lại chưa chắc đã phù hợp với cái đó. Tổ chức thì lại muốn là phát triển theo chiều sâu, cần phải tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh, tăng chất lượng sản phẩm, tăng trải nghiệm khách hàng. Thành ra thì bạn ấy cảm thấy bị kìm hãm và bạn muốn ra riêng để bạn có thể tự mình phát triển kinh doanh theo hướng của riêng mình, theo hướng thương mại hóa kinh doanh. Thì đó là một cái, cũng là trường hợp khá là bình thường. Thế nhưng mà lúc bước ra ngoài rồi thì bạn cũng lận đận với những vấn đề không tên. Thì bạn ấy lúc đấy thì bạn mới hiểu là cái mỗi con đường nó đều có những cái khó khăn riêng, và chắc hẳn cũng có những lý do vì sao mà cái công ty hiện tại của họ hoặc của bạn, cái tổ chức hiện tại của bạn, người ta chọn đi cái hướng đi đó và người ta vẫn bền vững suốt xong mười mấy năm trời. Nó phải có lý do đằng sau. Có bạn thứ năm thì làm lâu năm mãi không được thăng cấp lên cấp cao hơn, thế là bạn bức xúc xin nghỉ. Bạn khó chịu với cả công ty nên bạn quyết định xin nghỉ việc. Thực ra thì bạn này còn thiếu một số tố chất rất là quan trọng thì mới có thể lên sếp được. Bạn ấy nghỉ việc xong rồi thì làm lung ta lung tung, rồi cũng không được như cái công việc cũ của mình. Nếu mà chúng ta muốn lên sếp thì chúng ta hãy thử hỏi sếp của mình xem là mình cần thêm những cái tố chất gì, mình cần có những cái hy sinh gì, cống hiến gì nữa đây để có thể làm được việc đó. Cần có sự chuẩn bị,
Nhiều khi mình không biết điều đó, mình cứ tưởng là mình bị chèn ép, mình cứ tưởng là mình bị trù dập, nhưng chưa chắc là như vậy đâu. Trường hợp 6 nhé, các bạn làm lâu năm lên lão làng, khiến cho bạn khá là chủ quan với công việc, tại vì công việc quen thuộc quá rồi. Sếp nói bạn không nghe, bạn bật lại cả sếp, tại vì bạn làm chuyên môn lâu rồi, bạn thành cáo già rồi, rồi cũng dẫn đến xung đột với sếp, và bạn ấy bực quá và xin nghỉ việc để đi tìm một nơi mới phát triển hơn. Khi bạn này vừa mới nghỉ xong thì công ty lập tức tách phòng, và một cái vị trí trưởng phòng của phòng mới lại được dành cho một cái nhân viên mà ít kinh nghiệm hơn bạn ấy nhiều. Lẽ ra vị trí trưởng phòng mới khi tách phòng nó sẽ là vị trí của bạn ấy, thế nhưng rồi nó lại rơi vào tay người khác. Thực tế ra thì có lẽ bạn đấy cũng không đủ tố chất để có thể làm quản lý được, không cùng một ekip với cả cấp trên. Trường hợp số 7 thì có bạn 27, 28 tuổi thì quyết định chuyển đổi sang công việc mới để có thêm trải nghiệm mới và có thêm bước phát triển mới. Khi bạn chuyển sang cái công ty đó, công ty mới đó, nó là một công ty Trung Quốc, thì bạn phát hiện ra là nó không bằng công ty cũ của mình là một công ty Nhật. Lương cũng không bằng, đãi ngộ chế độ không bằng, chuyên nghiệp quy trình cũng không bằng, con người cũng không bằng. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, không thể quay trở lại công việc cũ được. Có bạn số 8 thì xin nghỉ việc để vào một tổ chức hoành tráng hơn, để mong rằng là mình có cơ hội phát triển hơn nữa. Khi vào rồi bạn mới giật mình là công việc thì nhiều quá, mà mình lại phải ôm hết về làm 8 tiếng ở cơ quan, xong lại ôm công việc về làm thêm cả buổi tối nữa thì mới xong được. Gầy hết cả người, thế mà lương thì lại không bằng công ty cũ. Như vậy là cái tổ chức trông hoành tráng như vậy thôi, liệu vào đấy có hoành tráng thật không? Và cái giá của sự hoành tráng bên ngoài đó đôi khi đấy là những cái nhọc nhằn âm thầm ở bên trong mà mình cần phải tìm hiểu kỹ. Các bạn số 9 thì xin nghỉ để sang một công ty lớn hơn nữa và lại có thời gian dành cho gia đình. Thế nhưng mà khi mà sang chỗ mới rồi thì công việc lại vất vả hơn rất nhiều, thu nhập không bằng công ty cũ, mặc dù là công ty mới trông có vẻ hoành tráng hơn. Giờ muốn quay trở lại công ty cũ thì muộn rồi, tại vì khi mà mình nghỉ thì người ta đã phải tuyển người khác đào tạo để thay thế rồi, mình muốn quay trở lại không kịp nữa rồi. Đó đó, thầy có chia sẻ một vài trường hợp như vậy, nghe qua thì có vẻ là hơi tiêu cực, toàn chuyện buồn. Thế nhưng mà thầy cứ chia sẻ những cái bài học xương máu đó mà thầy từng được chứng kiến để các em chuẩn bị kỹ càng hơn để những cái thay đổi, những quyết định của mình đi tiếp hay là rẽ trái rẽ phải đều là những quyết định tối ưu nhất cho cuộc đời của mình. Khi còn trẻ thì ta thường muốn tìm được một môi trường lớn hơn để ta vẫy vùng, ta thường bị ấn tượng bởi những gì đó hoành tráng, sang chảnh, lấp lánh, xịn sò. Thế nhưng mà sống lâu thêm một vài năm, có lẽ sẽ đến lúc nào đó chúng ta thấy rằng mình cần một môi trường thiện lành hơn, nơi mà có hạnh phúc ở trong công việc và có những người đồng đội gắn bó thân thương. Vậy nên các em hãy cân nhắc cẩn thận và chuẩn bị kỹ càng trước khi mình lựa chọn đi tiếp hay là rẽ sang đi tìm một hướng công việc, một môi trường công việc nào đó. Ok, thì thầy dừng ở đây nhé. Tạm biệt các em, thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.